Trong cuốn Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao, có một đoạn tôi rất tâm đắc, đại khái là yêu đơn phương giống như trải qua cuộc tình của chính mình. Có lẽ tâm trạng của Lục Yêu khi viết đoạn tản văn đó cũng giống như tôi mấy năm này, chìm đắm trong tình cảm đơn phương, tự mình vẽ nên một chuyện tình. Tôi và người ấy quen nhau qua một người bạn chung. Cái cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy cũng thật là kỳ diệu. Người ấy quay sang tôi mỉm cười, giấc mộng của tôi liền tỏa sáng lấp lánh. Cho dù thời gian trôi qua rất lâu rồi, tôi vẫn nhớ rất rõ giây phút ban đầu ấy, giống như gió mát mùa hạ, dịu dàng, mát lành, khiến người chìm đắm. Khi thầm yêu một người, bản thân sẽ tự nhiên dịu dàng mơ mộng. Người ấy tựa như một vò rượu ủ lâu năm, thi thoảng lại đem ra ngửi một chút hương để mà say lòng. Trong đầu tôi đã tự biên tự diễn biết bao tình tiết cho cuộc sống của hai người, cùng nhau chào buổi sáng, cùng nhau thưởng thức bữa ăn tình yêu, cùng nhau đi dạo. Cho dù viễn cảnh đó chẳng có cái nào thực hiện được, trong lòng tôi cũng tự thấy ngọt ngào. Có lẽ yêu đơn phương chính là như vậy, mơ mộng quá đẹp đẽ nên mới không dám nói ra, sợ rằng mộng tưởng bị phá vỡ, thực tế tàn khốc, không kịp giữ lại những ngọt ngào đơn sơ ban đầu. Bởi vì đơn phương, tôi trở nên tinh tế, để ý, lo lắng, ngại ngùng. Bạn đã bao giờ trải qua tâm trạng ấy? Tâm trạng vội vã lao như bay đến gặp một người chỉ vì sợ lỡ hẹn, sợ người ấy đợi lâu sẽ sốt ruột. Ngàn vạn lời tâm niệm, cuối cùng lại chôn sâu xuống tận đáy lòng. Sợ rằng nếu nói ra rồi, cuộc hẹn này sẽ trở thành cuộc hẹn cuối cùng, sẽ không còn tự nhiên ở cạnh người ấy như một người bạn nữa. Mỗi một câu chuyện đều cần có một cái kết. Trong câu chuyện yêu thầm của mình, tôi đã tự tạo ra biết bao không gian yêu đương ngọt ngào trong tưởng tượng, cảm thụ được một góc dịu dàng và bao dung mà bản thân không tìm thấy được ở thực tại. Khi đó, ngay cả chờ đợi cũng trở nên ngọt ngào, lòng tôi như con sông ấm áp nước, cũng có khi như một ngọn lửa liêu riêu không sao bùng lên được. Không biết tôi có đủ may mắn để được người ấy đáp lại tình cảm của mình, hay là một lời từ chối phũ phàng kết thúc những mộng tưởng bấy lâu nay, hoặc là thiên đường, hoặc là địa ngục, bắt đầu một mối tình hay lời tỏ tình biến thành lời chia tay. Đánh đổi quá lớn như vậy, cho nên hiện tại tôi vẫn chưa dám nói ra tình cảm của mình. Cũng như trong cuốn sách của mình, cái kết vẫn còn bị tác giả Lục Yêu bỏ ngỏ. Có lẽ một ngày nào đó, tình cảm của tôi sẽ đủ lớn để tôi dũng cảm nói ra cho người ấy biết. Cho dù kết quả có như thế nào, thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, bởi vì trong suốt quá trình đơn phương này, tôi cũng đã tự mình trải qua một mối tình sống động, trong sáng và trọn vẹn rồi.